Đây là chiếc máy video game Wacmo nối với TV. Ở đây là hàng sản phẩm của Hasbro và Milton Bradley của Mỹ. Máy của nó thiết kế đơn giản, một chiếc máy thân máy nhỏ gắn 4 pin tiểu và kết nối với TV thông qua một sợi dây tín hiệu AV là audio và video, sợi dây hai đầu vàng và trắng gắn vào lỗ màu vàng và trắng trên TV tương ứng. Đây, chiếc máy nó gồm có bốn nút nhấn này, bốn nút nhấn với nút đàn lò xo đàn hồi, có bốn màu sắc khác nhau tương ứng với màu sắc của sẽ trên hình cái TV đó. Và nó đây là một cái nút này để ra nhiều khi thoát game nè, nút tắt mở đây, nút là nút tắt mở. Rồi bây giờ mình mở nó lên. Rồi xin lưu ý đây là chiếc máy game mini, là cho nên là cái độ phân giải của nó không được cao. Nếu mà tivi mình kích thước màn hình càng lớn hoặc là mình chỉnh khung hình trên tivi mà càng lớn thì hình ảnh sẽ bị nhòe, bị mờ đó. Rồi mở lên đây thì nó có bốn nút trên tivi nè, mình sẽ nhấn bốn nút cái màu tương ứng ở trên cái máy game. Là thứ nhất là màu new game nè, là game mới, training là tập, hoặc là những save game, những game đã lưu lại, hoặc là options là chọn những cái tính năng về điều chỉnh âm thanh này nọ. Rồi bây giờ mình vào cái nút nhấn, nút màu xanh dương đây để vào new game ha. Rồi nhấn nút vào new game rồi rồi thì có thể chọn là cái này đi, cái rồi nó đây nó có những cái môi trường, có nghĩa những cái bối cảnh game thì nó có hai thể loại. Một á, là hình đứng yên, hình của các lỗ cố định, hoặc là thể loại thứ hai là mấy con Hải Ly những cái di động đó, và nó có nhiều bối cảnh khác nhau đó, mỗi cửa là một bối cảnh khác nhau đó, và cửa màu xanh lá cây ở giữa này là cái tầng sau cùng. À, mình chọn lại vào một cái tầng nào đó ha. Đó thì đây nó sẽ hiện lên, một đó là pop up moves là đập những con hải ly, nó sẽ cố định những cái lỗ, còn run around moves đó là những đập những con hải ly chạy vòng vòng. Đây là bộ game kết hợp tay mắt mắt và tay. Đập hải ly trước đi nha. Đó. Phải cái thao tác rất nhanh, cái tay mắt rất nhanh. Những cái con hải ly này nó có những cái đội nón hoặc là có màu sắc tương ứng với lại bốn nút, cho nên ta chọn nút cho đúng. Nói chung nhìn trên màn hình thì mình cứ theo cái vị trí ở bên dưới của cái máy game mà mình đập thôi, mình nhấn thôi. Rồi với mà cái game mà Run Around Moons này là những cái game những cái con hải ly chạy này đó, nó di chuyển
khi nào đến đúng cái ô tròn tương ứng với màu sắc thì bắt đầu mình mới đọc. Có nghĩa là khi nó vào ô mới đọc được nha, vào vòng tròn mới đọc được. Rồi, game này nó có tính điểm cho nên là có thể nhiều người cùng, nhiều đứa trẻ cùng có thể cùng nhau lần lượt thay chơi để mà coi là ai đạt số điểm cao nhất.